Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ làm món giò cháo quẩy hay còn gọi là bánh quẩy. Cách làm thì rất là đơn giản. Bánh này mình không có sử dụng bột khai. Và sau khi chiên xong thì vỏ bánh giòn giòn, bên trong thì mềm xốp, rất là ngon. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món bánh này nha. Bây giờ mình sẽ đi trộn bột nha. Mai Khôi có ở đây là 250g bột mì đa dụng, 2g men nở. Men nở này thì không cần kích hoạt, mình hay gọi là men nở ăn liền đó. Mình cho trực tiếp vào trong cái phần bột luôn. Và ở đây là 2g bột nở, baking powder, Mai Khôi cũng cho vào trong bột. Cho tiếp vào đây là 20g dầu ăn. Kế đến là một quả trứng gà. Trứng gà này Mai Khôi cân cả vỏ luôn á, là 69g ha. Và Mai Khôi có ở đây là 10g đường cát. Mình cho chút xíu đường để ăn nó có vị một chút á. Nhưng mà các bạn đừng có cho nhiều quá nha. Tại vì cho nhiều á thì mình chiên bánh nó sẽ nhanh cháy mà nó chưa có giòn. Và thường cái bánh giò cháo quẩy này mình hay ăn kèm với phở hay là cháo, hoặc là mình chấm với sữa đặc đó. Cho nên nếu mà làm ngọt quá thì ăn nó sẽ mất ngon. Rồi mình cho 1/4 muỗng cà phê muối, sau đó sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Mình có ở đây là 80ml nước lạnh. Thì cái lượng nước này mình sẽ cho từ từ vào để trộn với cái hỗn hợp bột ha các bạn. Tại vì tùy theo bột mới cũ mà lượng nước nó sẽ hút nhiều hay là ít, cho nên mình cứ cho từ từ vào để tránh cho bột nó bị nhão ha. Rồi Mai Khôi sẽ trộn đều cái này lên thành một khối như thế này. Giờ mình đem cái khối bột này ra cái mặt bàn, mình nhồi cái khối bột này cho nó mịn màng. Đây, sau khi Mai Khôi nhồi khoảng 4 cho tới 5 phút thôi là mình đã được một cái khối bột nó mịn màng như thế này nè. Và các bạn rờ tay vào á, thì mình sẽ không thấy bột nó dính vào tay nha. Đó, nó không có dính bột nữa là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái tô để mà mình ủ bột ha. Cho vào trong tô này một ít dầu ăn, rồi sau đó mình dùng tay mình quét đều dầu lên trên cái thành tô để lát nữa mình cho bột vào. Mình ủ bột, bột nó nở lên á, nó không có bị dính, mình lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, mình dùng tay mình làm luôn cho nó mau. Rồi mình sẽ cho cái khối bột này vào nè và đậy kín lại. Thì các bạn ủ bột ở nhiệt độ phòng hay là các bạn cho vào trong lò nướng, rồi mình đặt một cái ly nước sôi ở bên cạnh giống như là mình ủ cái bánh bò vậy đó. Thì các bạn ủ kiểu nào cũng được, miễn sao cái khối bột này nó nở lên gấp đôi như thế này là đạt nha. Đó, mình phải đợi cho bột nó nở lên gấp đôi. Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ lấy cái khối bột này ra. Thì mình không có nhồi lại cái khối bột này ha, mà Mai Khôi sẽ ve tròn túm bột lại để cho cái mặt bột nó được mịn á. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đặt xuống và mình cán cho cái miếng bột này nó dẹp ra. Và đây là miếng bột Mai Khôi đã cán xong rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ chia phần nha. Thì mỗi phần Mai Khôi cắt nó ra khoảng bằng 3 cái ngón tay của mình chụm lại như thế này nè. Đó, rồi mình để như vậy mình cắt thì mình chia vậy nó sẽ đều hơn á. Sau khi chia phần xong rồi thì tùy theo các bạn muốn làm cái giò cháo quẩy nó dài hay là nó ngắn mà các bạn có thể cắt đôi ra. Thì ở đây Mai Khôi làm cho cái phần nó ngắn ngắn một chút cho nên mình sẽ cắt nó ra làm hai nữa. Giờ mình lấy một phần này chồng lên cái phần còn lại như thế này nè. Đó. Giờ mình lấy một chiếc đũa, cái đũa này Mai Khôi đã nhúng nó qua nước rồi nha. Rồi mình mới ịn lên trên cái miếng bột của mình. Mình nhúng qua nước hoặc là dầu ăn cũng được, để cho cái cây đũa của mình nó không có bị dính bột khi mà mình ấn nó xuống đó. Đó, mình sẽ ấn xuống như thế này để cho hai miếng bột nó dính vào nhau. Các bạn có thể để miếng bột như vậy cũng được. Còn không thì mình có thể túm hai cái đầu bột lại nó nhọn nhọn như thế này nè. Đó, mà nếu mà các bạn mà túm bột á, thì phải túm cho chặt ha, để lát nữa mình chiên nó nở, nó không có bị bung ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái màn bọc thực phẩm, mình đậy kín những cái miếng bột này lại và cho nó nghỉ thêm 10 phút nữa.
Bây giờ thì mình sẽ đi chiên bánh. Mấy Khôi sẽ cho dầu ăn vào trong cái chảo này. Lượng dầu mình cần hơi nhiều nha các bạn, khoảng từ 500 cho tới 600 ml. Giờ mình kiểm tra xem dầu nó đã đủ nóng hay chưa để chiên bánh. Thì mấy Khôi cho đũa vào này, các bạn thấy bong bóng nó nổi lên rất là nhiều. Mình chiên cái bánh này mình cần dầu nó phải rất là nóng thì nó mới nở bung được cái bánh của mình. Còn nếu như mà nó không có đủ nóng á, thì cái bột nó chai luôn là nó không có nở nữa nha. Rồi mình lấy cái miếng bột này mình kéo hơi nhẹ nó chút xíu thôi rồi mình thả vào. Các bạn khi mà thả cái bột vào mình để khoảng 15 giây là bắt đầu mình trở. Mình cứ trở đều hai mặt để cho bánh nó nở đều và nó được vàng đều nữa. À, trong lúc mà chiên bánh á, thì các bạn thấy dầu nó đã đủ nóng rồi á, thì mình cho bánh vào thì các bạn hạ lửa xuống một chút xíu. Để mình chiên bánh cho nó chín từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Tại vì nhiều khi bên ngoài nó vàng nhanh quá, nó cháy mà bên trong nó chưa có kịp chín nha. Đây, cái bánh của mình nó nở như thế này nè các bạn. Và mấy Khôi chiên mình trở mặt nãy giờ thì đã thấy nó vàng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ vớt ra nè, để cho nó chảy bớt dầu xuống. Rồi mình sẽ đặt lên cái dĩa có cái khăn giấy nha, cho nó hút bớt dầu đó. Rồi mình tiếp tục cho những phần bột còn lại để mà mình chiên. Những phần bột còn lại mình chưa có chiên á, thì các bạn cũng đậy kín nó lại nha, để tránh cho bột nó bị khô. Tại vì cái bột mà nó khô thì nó sẽ gọi là nở kém hơn. Voila, vậy là món giò cháo quẩy hay còn gọi là bánh quẩy mấy Khôi đã làm xong rồi nè. Cách làm cũng rất là đơn giản ha. Đây, cái bánh nó nở phồng lên nhìn ngon chưa nè. Mình sẽ cắt ra xem bên trong nha. Lúc nãy mấy Khôi đã cắt một cái rồi, nhưng mà do mình lo cắt quá, mình không có nhìn cái máy quay á, cho nên cuối cùng nó không có vào máy quay các bạn. Đây, mình cắt cái này ra cho các bạn xem. Đó, cái ruột bên trong nhìn rất là ngon luôn nè. Cái bánh giò cháo quẩy này á, cái vỏ bên ngoài thì nó giòn, còn bên trong thì mềm xốp. Đó, các bạn thấy cái ruột của nó có những cái đường giống như là rễ tre hay là tổ ong vậy đó. Đây, mình bóp bóp để cho các bạn thấy cái độ xốp của nó nè. Đó, mình bóp vào. Và cái vỏ bên ngoài này á, thì mấy Khôi chiên nó hơi vàng quá một chút xíu để cho nó được giòn lâu á. Đó, nó rất là xốp, ngon lắm các bạn. Thì cái này mình ăn với lại phở hay là cháo, hay là mình chấm với sữa đặc cũng rất là ngon. Không mà nói chung mấy Khôi thấy ăn cái này với mấy cái món nước á, nó rất là hợp luôn. Giống như ăn bánh canh nó cũng ngon nữa. Đó, thì nếu bạn nào thích làm giò cháo quẩy giống mấy Khôi thì vào bếp cùng làm với mấy Khôi một lần xem sao nha. Bây giờ thì mấy Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ở biên tố.